Chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Thái bị tiếng sét ái tình khi vô tình gặp Quỳnh ở trạm thú y. Mời các bạn cùng xem các diễn biến tiếp theo của gặp em ngày nắng. Bản quyền thuộc về Đài Truyền hình Việt Nam, chúng tôi bình luận dựa vào những tình tiết diễn ra trong phim. Ở tập trước, Phương quyết định lên kế hoạch lấy lòng bà Thương và mong bà tha thứ. Cô bỏ tất cả nhà, công việc để đi tour Mộc Châu, không phải vì thích làm công việc này. Nhưng Phương cảm thấy có lỗi với bà Thương rất nhiều, nên bằng mọi giá cô phải làm cho bà hết giận. Có thế Phương mới cảm thấy nhẹ lòng, dù sao thì đã nhiều lần giúp đỡ cô, cũng như không tố cáo Phương và Huy với bố mẹ Huy dù cả hai đã bày mưu lừa dối lòng tin của người lớn. Quỳnh từ thành phố lên, cô ngỡ ngàng khi nhà không một bóng người, gọi mãi không thấy chị Phương nên Quỳnh đã gọi điện thoại cho Phương. Phương đang ở Mộc Châu chăm sóc cho các bác trong tour du lịch, nhưng cũng nghe máy của Quỳnh gọi. Cô bảo với Quỳnh rằng đã nhắn tin báo trước việc đi làm hướng dẫn viên ở Mộc Châu và có lẽ Quỳnh đã không đọc tin nhắn. Phương sau đó nhờ Quỳnh đem túi quần áo vào trung tâm thú y cho bé cúm ngôn. Quỳnh dù nhiều lần từ chối vì không thích mùi hôi từ thú nuôi, nhưng không còn ai có thể giúp đỡ được. Quỳnh đành chấp nhận lời đề nghị của Phương. Quỳnh còn ngỡ ngàng khi Phương đem con gà từ dưới quê lên, cô chẳng biết xử lý ra sao với con gà này. Thế nhưng, lần đến trạm thú y có thể là định mệnh đối với Quỳnh. Tại đây cô đã gặp Thái, anh chàng đẹp trai, hào hoa, đang bồng bé Môn trên tay. Quỳnh còn tưởng đó chính là Huy, chứ cô không biết đó là Thái. Cả hai lần đầu gặp nhau cứ như nước với lửa, Quỳnh muốn vào trong đưa quần áo cho bé cúng, nhưng Thái thì nhất quyết không cho, tôi không thể cho người lạ vào trong được. Mong cô thông cảm, Quỳnh cũng chẳng vừa gì, cô đáp. Tôi đây cũng chẳng cần vào trong nữa. Tôi được chị Phương nhờ đưa đồ cho bé Moon. Nếu không được vào trong thì anh đem vô cho tôi. Với lại vào trong tôi cũng không chịu nổi mùi hôi đâu. Nói xong Quỳnh quay mặt bỏ đi không một câu từ biệt. Bỗng cô nàng phát hiện bông hoa đẹp. Cô hái bông hoa và cài lên tóc, cười tươi chụp hình. Chính giây phút này, Thái như bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Vẻ mặt xinh đẹp, hồn nhiên, đáng yêu của Quỳnh đã hớt hồn Thái. Dù mới gặp nhau lần đầu nhưng anh đã thấy có cảm tình với cô gái cá tính và dễ thương này. Thái chắc chắn sẽ nhờ Huy và Phương mai mối để có thể làm quen Quỳnh. Những câu chuyện xung quanh hai nhân vật này hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và vui nhộn. Liệu rồi Quỳnh có nảy sinh tình cảm với Thái? Cặp đôi oan gia ngõ hẹp này sẽ đến với nhau? Tất cả sẽ có trong những diễn biến tiếp theo của bộ phim Gặp Em Ngày Nắng. Hãy để lại bình luận của các bạn bên dưới. Like và đăng ký để đón xem các tập tiếp theo nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.